Với 3 triệu đồng quý vị được 1 tấn. Em đùa đấy, dạo này nghe anh vánh lách nhiều quá, hâm mộ anh. Nếu mà anh có xem video này thì nhớ là em là một trong fan hâm mộ của anh nhá. Thôi anh em quay trở lại review dạo. Hiện tại thì trên tay mình đang có chiếc là Nokia 3.1 mà tuần trước mình đã có trên tay với chiếc 2.1 rồi. Và nói thật là mình cũng có một vài điều muốn nhắn nhủ với các bạn qua video này. Thì đây là điều gì, các bạn cùng xem video nhá. Chiếc Nokia 3.1 hiện tại thì đang có cái giá đặt trước rất là rẻ tại Seven S. Các bạn chỉ bỏ ra số tiền là 3 triệu đồng như mình hát vừa đầu bài là các bạn đã có một chiếc điện thoại này rồi. Thực ra mà nói thì sau khi đã qua về những cái cấu hình rồi là thông số của chiếc điện thoại này thì mình thấy đây không phải là một chiếc điện thoại đặc biệt lắm. Cá nhân mình không đánh giá cao chiếc điện thoại này. Chúng ta sẽ có được con chip là MediaTek 6750, một con chip khá cũ. Dung RAM các bạn sẽ là 2GB và bộ nhớ trong là 16GB cho phiên bản rẻ tiền nhất. Thêm vào đó nữa là các bạn sẽ được trang bị một bộ đôi camera gồm có một camera và một đèn flash LED ở mặt sau. Nhìn cái kiểu trá hình ấy, cái độ phân giải của camera này là 13MP và camera trước sẽ là 8MP. Thú thật là cái thông số cấu hình này không làm mình ấn tượng lắm. Tuy nhiên thì các bạn sẽ có được một điều mà mình thấy rất là hay ho, đó chính là chiếc Nokia 3.1 này của chúng ta đang chạy Android One. Và theo như nhà sản xuất Nokia, thực ra là HMD Global, họ nói rằng đây là chiếc điện thoại Nokia rẻ nhất mà được chạy Android One. Và theo như mình đã qua trên thị trường ở Việt Nam ấy, thì có lẽ là đây là chiếc máy chính hãng rẻ nhất mà chạy Android One. Bên cạnh cái sự hậu thuẫn từ Android One thì các bạn sẽ còn một vài đặc điểm mình rất là thích. Thực ra lâu lắm rồi mình mới được cầm một chiếc điện thoại mình cảm thấy thon gọn như thế này. Hôm trước thì mình có trên tay cái chiếc iPhone 5S cũ và mình thấy rằng là đây là một chiếc điện thoại rất là vừa tay với những người nào tay nhỏ. Và mình nghĩ rằng là sẽ khó chiếc điện thoại nào có cái độ lớn màn hình là hơn 5 inch mà lại có được cảm giác như thế cho đến khi mình cầm chiếc Nokia 3.1 như thế này. Với độ lớn là 5,2 inch thì chúng ta chỉ được trang bị độ phân giải là HD Plus mà thôi. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn màn hình này thì các bạn thấy rằng nó thể hiện được màu sắc rất là tốt, cũng như là cái độ phân giải mặc dù không quá cao nhưng mà mình thấy rằng là nó vẫn khá là phù hợp với cái màn có độ lớn vừa phải như thế này. Chúng ta sẽ được trang bị vào đây màn hình cái tỷ lệ là 18:9 và đó là lý do vì sao mà các bạn hoàn toàn có thể cầm ôm tay rất là dễ dàng như thế này, cộng với việc là cái viền của chúng ta là viền kim loại. Chỉ có một điểm mình không thích lắm đó thôi, đó chính là mặt lưng của chúng ta là mặt lưng nhựa. Tuy nhiên nếu mà so với những chiếc điện thoại trong cùng phân khúc ngang ngang tầm giá ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cái mặt lưng nhựa này nó là hoàn thiện tốt hơn. Nó không có cái cảm giác quá ọp ẹp, nghĩa là các bạn bấm vào sẽ không bị flex và các bạn sẽ cảm giác thêm một điều là nó được phủ thêm một lớp rất là mịn mỏng ở đây. Và thêm một đặc điểm nữa mình thấy là rất là tốt ở cái thiết kế của chiếc điện thoại này, đó là phần mặt trước chúng ta sẽ được trang bị mặt kính là Gorilla Glass. Thực ra ấy, thì nếu mà bạn nào thường thường quan tâm đến cái phân khúc này thì sẽ thấy rằng những cái chiếc điện thoại như thế thường có cái màn hình nó lồi lên một khoảng rất là xấu, kiểu như là chiếc Redmi S2. Nhưng mà cái ăn tiền ở đây đó là HMD Global đã biết làm thế nào đó để cho cái phần này nó vát cong rất là mềm. Mà các bạn thường thường sẽ chỉ thấy cái phần này ở những chiếc điện thoại tầm giá cao hơn hoặc là cận cao cấp mà thôi. Nên là mình thấy rằng là cái chất lượng hoàn thiện này rồi là cái thiết kế của chiếc Nokia 3.1 là một điểm rất là đáng ăn tiền. Còn cái điểm mình không ưng ý trên thoại này có lẽ là chỉ ở cái phần mặt lưng thôi. Nhưng mà mặt lưng thì cũng không thể tháo được nên là đây vẫn là một chiếc điện thoại nguyên khối, cầm rất chắc tay. Và mặt trước các bạn thấy là cái viền hơi dày. Chả hiểu sao người ta gọi đây là full view nữa, trong khi mà cái phần mặt viền, hai viền hai bên này, rồi là phần trên, phần dưới rất là dày. Và với cái hệ điều hành Android One như này thì các bạn vẫn sẽ có được cái sự update liên tục đến từ Google. Và điểm đặc biệt nữa là các bạn sẽ được hỗ trợ rất là nhiều game trong thời điểm hiện tại. Ví dụ như là Asphalt 9 này rất là hot. Nhiều bạn là search trên mạng, trên Google Play là không có đâu, nhưng mà các bạn search trên cái chiếc Nokia 3.1 này là ra ngay, tải về chơi phá. Còn PUBG Mobile với cả Liên Quân thì cứ gọi là thoải mái đi. Tóm lại là mình thấy rằng đây sẽ không phải là một chiếc điện thoại phù hợp với giới trẻ, bởi vì nó sẽ không đánh quá mạnh vào cấu hình, cũng như là camera cũng chỉ gọi là tạm tạm mà thôi. Nó sẽ phù hợp với những người có cái nhu cầu sử dụng đơn thuần, những cái tác vụ bình thường, nhanh chóng mượt mà đến từ Android One. Thêm vào đó nữa là nó cầm rất là vừa tay, đút vào túi cảm giác như rất nhẹ, rất là êm luôn. Anh em là con trai nào mà không có cái kích cỡ lớn kiểu như mình ấy, thì sẽ cảm thấy là đút vào túi nó là một cái sự gì đấy rất là tốt, phối hợp ăn ý với những con quái vật bên trong quần của bạn. Thế thì nếu là bạn thì bạn có lựa chọn chiếc điện thoại này không? Các bạn có yêu thích chiếc điện thoại với cái giá tiền nhỏ nhất chính hãng ở Việt Nam mà được trải nghiệm Android One thì các bạn đừng quên để lại ý kiến mình bên dưới nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên bấm like, bấm subscribe cho kênh YouTube của Review Dạo và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Đừng quên là truy cập vào đường link bán hàng của 7S. Hiện tại thì đang có đường link mua hàng trước và các bạn sẽ có được một cái phiếu mua hàng nó giảm giá chỉ còn hơn 3 triệu mà thôi, một cái giá khá là hời cho các bạn. Còn bây giờ rất cảm ơn các bạn xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.
lại thì những cái điểm còn lại những cái điểm khác